Rồi, hello anh em, hôm nay là 2 tháng 6 nha anh em. 8 giờ sáng, 8 giờ sáng, 8 giờ 45 ngày 2 tháng 6 năm 2020 ha. Shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng mình mới về thêm được 300 bình xăng con zin theo xe của rim lùng Thái 125 và của Quaya 216 ha. Tất cả là hàng zin theo xe. Đó thì hàng mới về nha anh em, 300 bình. Số lượng thì nhiêu đây thì cũng gọi là bình thường so với mình thôi. Dài dần là lần vài trăm bình thì bán cũng anh em ủng hộ cũng hết. Thì cũng như bình thường, em vẫn bán là cái bình xăng con rim lùng Thái 125 này nè. Là 250 bình. Anh em mua về xúc rửa lại chạy. 250 bình ha. Anh em vui mua về xúc rửa là làm gì? Thay ron nhãn xăng, sấy bông tu lại là xài. Ngoài ra là không phải phục hồi lên có gì hết. Bán là em bao zin, đúng bình xăng con zin 100%. Hàng zin theo xe. Chưa lên có. Quả ga kim đốt zin, bên trong đủ đồ. Đó. Số lượng khủng 250 bình. Anh em khách lẻ hay anh em mối lái có bữa hôm nay alo hỏi mà có đồ về chưa thì hôm nay đồ đã về ha. Đồ cũ. Rồi cũng nói luôn, đây là đồ cũ. Ở đây em bán là em cứ nhận tiền làm gửi hàng. Em không có ship COD hay là thu hộ. Tại vì đồ cũ nói chung rất là đơn giản thôi. Tôi thấy đẹp mà ông khách ông nói xấu là cũng bình thường. Nên cứ nhận tiền gửi hàng. Còn ông nào sợ gạt thì cứ ghé tiệm mua. Ở đây bán có cửa hàng rõ ràng. Địa chỉ trên bài đăng có địa chỉ rõ ràng. Cứ tới mua. Sợ gạt cứ tới mua chứ không có cần mà phải nói dài dòng gì nhiều. Tiền của anh em còn của anh em. Đồ của mình còn của mình. Mình chưa gạt ai và anh em cũng chưa có chuyển tiền cho ai hết. Thì đừng nói người ta gạt mình. Có nhiều ông mắc dại lắm. Chưa gì á, mình nói cái là nó chửi mình, nó rượu mới tao gửi tiền cho mày. Mày đéo cửa hàng cho tao sao. Em cũng bó tay luôn. Tại vì mình nói mấy ông mắc dạy lắm. Mình nói sao cho dễ nghe. Ở đây em bán đồ nó thì bán xưa giờ không biết bao nhiêu nói. Đây là những món đồ có giá trị nhỏ đối với cửa hàng của em thôi. Thì anh em nào mà đã từng giao dịch với em thì chắc cũng biết rồi. Tiền tới hàng đi. Mua đồ gì gửi đúng đồ đó. Rồi 300 bình. Dự là sẽ vài ngày sau sẽ hết. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em 0933 996 332. Bình xăng con riêng Lùng Thái 125 dính theo xe 250 bình, mua về xúc rửa lại chạy. Bình xăng con Quaya 216 đợt này em bán cho anh em luôn 250 bình luôn, anh em mua về chạy luôn, xúc rửa là cũng thay ron chén xăng, xúc rửa thấy bông tu lại xài ha. Bình xăng con Quaya 216 em bán 250 bình luôn, giá cực tốt luôn. Ở đâu không có đâu tốt hơn thì giá đây đâu anh em ơi. Có nhiều ông nói sao bán rẻ gì, bán rẻ nhưng mà đồ đúng đồ nha anh em, chứ không phải là bán rẻ mà đồ mát, đồ tàu lao. Rồi, cảm ơn anh em đã xem tin.